3 mẫu xe máy tay ga giá rẻ được nhiều lao động ưa chuộng. Xe máy tay ga là dòng xe được nhiều người lao động lựa chọn bởi những tiện ích như dễ dàng sử dụng, khoang chứa đồ rộng rãi. Với nhiều người lao động khi chọn mua xe máy tay ga, sự tiện ích và giá cả là hai yếu tố được đặt lên hàng đầu. Một vài mẫu xe được cải tiến với trang thiết bị hiện đại nhưng không đến được với nhiều lao động bởi vấn đề về tài chính. Dưới đây là một vài mẫu xe tham khảo với mức giá hợp lý và tiện ích trang bị. Honda Vision. Honda Vision sử dụng động cơ ESP nhỏ gọn, 110 phân khối, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp nhiều công nghệ như hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, giảm thiểu ma sát. Đây là chiếc xe khá tiết kiệm xăng, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,85 lít trên 100 km. Mặt đồng hồ LCD hiển thị rõ ràng các thông số về quãng đường di chuyển, tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu. Đèn hiển thị xe nhan tách rời hai bên trái, phải giúp người lái dễ dàng quan sát khi chuyển hướng. Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh với núm xoay thực hiện đa chức năng tiện ích, an toàn. Hộp đựng đồ phía trước trang bị cổng sạc tiện lợi, cốp xe dưới yên rộng rãi để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều tư trang. Đèn chiếu sáng phía trước luôn bật sáng khi xe vận hành, tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện ánh sáng thực tế. Xe có giá bán lẻ đề xuất từ khoảng 31,1 triệu đồng. Yamaha Frigo. Xe được trang bị động cơ Bluecore 125 phân khối hiệu suất tối ưu, vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu với quãng đường 100 km theo công bố từ nhà sản xuất là 2,03 lít. Về tiện ích, xe có mặt đồng hồ LCD hiện đại hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật, giúp người lái kiểm soát tốt về tốc độ, mức nhiên liệu sử dụng. Phần yên xe dài 720mm, kết hợp với sàn để chân rộng rãi mang đến sự thoải mái cho người dùng. Cốp chứa đồ với dung tích 25 lít, đựng vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng khác. Với phiên bản đặc biệt, nhà sản xuất còn trang bị nhiều tính năng hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, khóa thông minh, cổng sạc điện thoại thông minh, hệ thống dừng ngắt động cơ tạm thời. Điều này cho thấy nỗ lực của Yamaha trong tối ưu hóa trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho người dùng. Yamaha Frigo đang được đưa ra mức giá bán lẻ đề xuất từ khoảng 30 triệu đồng. Simprite T50. Nếu yêu cầu về động cơ và công suất không quá lớn, người lao động có thể lựa chọn những chiếc xe tay ga 50 phân khối như Simprite T50. Xe có công suất tối đa 2,5 kW trên 7.500 vòng trên phút. Momen xoắn cực đại đạt 3,2 Nm trên 7.500 vòng trên phút. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI, làm mát bằng không khí, giúp xe vận hành êm ái và tối ưu hóa nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của Simprite T50 chỉ 1,81 lít trên 100 km theo thông số từ nhà sản xuất. Simprite T50 trang bị mặt đồng hồ LCD cảm biến ánh sáng, điều chỉnh độ sáng theo môi trường thực tế, giúp người lái dễ dàng quan sát. Xe có sàn để chân rộng 264mm, tạo sự thoải mái khi lái xe và mang theo đồ đạc. Phần cốp xe dưới yên rộng rãi, để vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều đồ dùng cá nhân. Hộp đựng đồ nhỏ phía trước có nắp đậy chống nước, trang bị cổng sạc nhanh USB tiện lợi. Xe đang có mức giá bán lẻ đề xuất từ 26,7 triệu đồng. Cảm ơn mọi người đã thích,